Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình đang đứng ở trên vườn trà Trung Du, một vườn trà rất là cổ, vườn trà được chăm sóc hữu cơ. Thì hôm nay với vườn trà rất là tốt như thế này thì bên mình sẽ thu hái các cái loại chè như sau nhé. Đây, mình giới thiệu các cái sản phẩm của cái loại chè mà cái yêu búp nó còn cuộn chặt như thế này, và thu hái một cái loại chè rất là đặc biệt. Đây ạ. Rất là đặc biệt, đó là chè và cái cánh lá này, cái nõn này nó còn cuộn chặt như thế này. Đây ạ. Những cái nõn cuộn chặt như thế này thì nó nhọn như cái đinh, hay là gọi là chè đinh. Đấy. Thì hôm nay hợp tác xã mình sẽ thu hái các cái loại chè như này. Chè đinh và chè tôm nõn. Và sản phẩm chè đinh. Và với cái sản phẩm trà đinh này thì phải thu hái ở trên vườn trà Trung Du có tuổi đời rất là lâu năm thì mới có những cái búp nó mập và nó non như thế này. Đó, đây, những cái lá rất là lớn và nó còn cuộn chặt như thế này. Và nó rất là bóng, nó gần như là bóng non non mỡ lên luôn đấy. Đây, rất là đẹp. Tại sao phải chọn chè Trung Du? Vâng ạ, bởi vì chè Trung Du có một đặc điểm rất là khác biệt, đó là sản cây chè Trung Du này là một giống chè được trồng bằng hạt từ ngày xưa của vùng đất Tân Cương Thái Nguyên, rất là nổi tiếng, đó là cho vị chát rất là nhẹ và nhưng mà cái vị ngọt hậu rất là đậm đà, làm như lời luyến lòng người. Và khi mà sao khô thì những cái búp chè nhỏ xíu như thế này thôi thì nó vẫn không bị gãy, không bị giật và nó có màu xanh đen, và khi cho nước vào thì nó sẽ tỏa ra cái hương thơm cốm rất là dịu nhẹ. Và nhấp một ngụm trà thôi thì khách hàng sẽ cảm nhận được cái vị rất là đặc biệt của sản phẩm chè Trung Du của hợp tác xã chúng tôi. Đây. Bây giờ mình mời cả nhà đi cùng thu hái chè với mình nhé. Để lựa chọn những cái búp chè này thì phải rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ để thu hái. Rất là nhỏ nhặt, rất là ít, nó không có nhiều.